càng nhà ai dạ ai càng 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 đét xin lét bà già ai dạ này bắn mình đi hộ mình cái luôn đi hãy cả nhà vâng chào mừng tất cả bạn quay trở lại với cho mình nha mình nhóc ở đây đây anh em ơi hôm nay anh em chúng ta sẽ đến đó chính là tiếp tục những cái cuộc chiến kinh đô cả nhà mấy hôm nay thì anh em cũng biết rồi chúng ta đang có rất là nhiều những cái sự kiện thì ở đây nhóc ở đây cũng quẩy gần như là xong hết rồi đang có sự kiện cường hóa tướng nữa đấy cả nhà hôm nay thì anh em chúng ta sẽ có thêm một cái nhiệm vụ đó chính là đột kích cuối tuần thật ra là cái đột kích cuối tuần này thì cũng rất là ok các bạn tập trung cố gắng đánh cả nhà nhé bởi vì cái đồ kích cuối tuần này chúng ta sẽ có cái huân chương này các bạn vừa có thể mua vàng này mua dầu đen này phụ trợ có thể là mua những cái gói ưu đãi tùy theo anh em hoặc có thể là sở thích nhà cửa các kiểu cả còn đối với nhau ở đây thì nhau ở đây chỉ lấy để xin lính nhanh nhanh thôi đấy rất là nhanh nữa cần phải đi xin dùng gì đúng không anh em và chúng ta lại tiếp tục đến với đó chính là những cái uh, cuộc đột kích um, kinh đô em nhé mình ghét nhất là đó chính là cái vách đá rồng này luôn chính bởi vậy mà mình sẽ đánh cái uh, thung lũng pháp sư cả nhà và đợt gần đây thì mình đang sử dụng cái combo này nhá là combo heo heo với heo với đông đông mấy con xương xương này đi tí nhỉ đó à, ok 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 đấy 13 con heo 8 con uh, vác gỗ một con ba, ba an. chắc không cần con ba ba này đâu ấy à, con ba ba đấy bằng cái con vác gỗ à thôi được 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 không sao anh em nhé và bên cạnh đấy nữa thì mình sẽ cầm đi đó chính là ba bình xương anh em ạ chiến luôn với cái căn nhà mà vừa mới có vào đùa ghét thế thôi được anh em chúng ta sẽ đợi tí nhá rồi như vậy là bây giờ mới được đánh đây cả nhà anh em chiến căng tay quá ờ, vừa lấy là anh em sử dụng cái combo là cái dây đây mình không biết nữa anh em ạ bây giờ nhóc vào đây mới được quẩy có lẽ là mình sẽ cần phải ly uh, con kinh đô này uh, cố gắng hai tơn nhá các bạn nhá mình sẽ cố gắng hai tơn để xem uh, liệu rằng có ăn được không cả nhà nhá à, ngon chưa anh em cũng có ui, dưới đây cũng có xương này à như vậy là anh em chưa có bo xương cả nhà cũng có xương nhá cả nhà nhá à à chơi ui bom 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 mình thả như thế liệu có căng tay quá không anh em nhỉ Sương tới tấp kìa Dùng màn hình ầm ầm kìa Wow, Sao heo của mình chưa gì đỏ máu thế Phải cháy heo Sao heo chưa gì heo đỏ máu thế heo ơi Heo ơi sao heo chưa gì Dưới đây có bình xương đấy anh em ạ Ui Chắc phải thêm tơn nữa rồi Chắc phải thêm tơn nữa anh em ạ Thả như thiêu thần đi xong rồi Đi như bụi đời luôn à, ok cái tên cái tên cái tên thứ hai cảm giác nó, nó hơi phế một tí nhưng bây giờ chúng ta sẽ à quên mất cái tên đầu tiên có cảm giác nó hơi phế một tí nhưng mà không sao đâu bây giờ quan trọng nhất là cái tên uh, cuối của mình đây này càng phết nhỉ còn nhà chính đấy, anh em nha Osake mình uh, tung một con ở đây để ui để nó đi vào mà nó lại không chịu vào anh em ạ thế mới dỗi hờn tự ái chứ dỗi hờn tự ái thế đùa cực kỳ là dỗi hờn tự ái đấy priu Vào nhà chính nào priu 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 bùm chiu bùm chiu bùm chiu này đi chơi mình này heo vào vụt luôn cơ nhà chính đúng không nhanh 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 rồi bom 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 anh em ạ <laughs> con nhà này còn tồn tại với chúng tôi ui heo ui heo ui nhà chính này bắn bắn gì chơi chơi ảo ma thế bắn được cả trong nhà cơ quá ảo ma Canada thế mình 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 tưởng là bình thường là mấy cái như kiểu pháo đại bàng ấy nó phải có cái uh, điểm mù hóa ra con nhà chính kinh đô không có điểm mù luôn anh em ạ trời căng thay thật đấy mấy con kinh đô ở trên đây cũng rất là hay nha các bạn nhé, để ý rằng đấy, rất là thú vị luôn cái map kinh đô rất là nhiều nhiều rất là nhiều cái điểm thú vị anh em ạ rồi ba sao rồi map kinh đô rất là rộng đúng không ạ, chúng ta phải zoom lên thì mới có thể thấy được đi về thôi anh em nhá à, <laughs> hai tơn chắc bạn kia làm được một tơn nữa thì là chắc con nhà kinh đô đấy là con nhà đấy chắc là cỡ tầm khoảng 4 tơn mỏ đá thạch nhân nhá mỏ đá thạch nhân đấy nhá Mà đây cũng sẽ chinh phục với anh em cỡ tầm khoảng hai tơn thôi cả nhà hai tơn thôi nhà cả nhà nhá ai giờ dạ, ai dạ, ghê quá nhỉ tôi... chúng tôi lại sợ các bạn quá chúng tôi lại sợ các bạn quá đó chém gió chém rủng ở đây chắc vẫn phải hai tơn anh em ạ à, chém gió chém rủng vào đây à, bình xương lém bình xương lém như này lém thật ra là lém hơi sớm cả nhà nhá máy dập căng nhờ lém như này là lém hơi sớm nhưng mà ờ uh, đang làm trận này cũng hai tơn rồi nên là nhóc OT cũng sẽ uh, lém sớm thôi anh em ạ ui mấy con tên lửa phóng ghê nhà anh em nhỉ xem sướng nhỉ ui ba <laughs> con này ba con tên lửa này bảo kê một con uh, phóng cung cả nhà con phóng cung góc dưới này thì vỡ rồi xem mà đúng là Aru nhức lách sướng tê luôn ai à phóng ai à ai rồi ok 50 phần trăm 50 phần trăm anh em ạ à. 50 phần trăm sau này chắc chắn là win rồi nhá tân sau này đánh cảm giác nhẹ nhàng hơn rất là nhiều luôn tấn công người nhà này đây bây giờ mình bắt thì đơn giản rồi mình bắt này mình bắt này nào bạn chơi mình đi. Con nào con nào con nào bướng nữa, con nào bướng nữa. Con này con này chắc hơi bướng này. Con này bướng nhiều nhất này. Con nào bướng cứ để mình, con nào bướng cứ để mình xử lý hết đúng không? Ai già càng nhà ai già ai càng càng, càng 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 càng. Càng đét xin lét bà già. Ai già này bắn mình đi. Hộ mình cái luôn đi này thì cho luôn mình sấm xét mất chưa anh em đó trận thứ hai thì nguyên chặt luôn cả nhà trận thứ hai thì dễ hơn rất là nhiều so với lại uh, cái trận đầu tiên với cái combo này thì cái trận đầu tiên nó chỉ gọi là đi chém gió thôi đi uh, tạo hình để trận thứ hai đánh thôi anh em ạ vẫn còn có tách la siêu cấp này cả nhà này hai ăn heo ăn được không ăn được luôn khỏe chưa combo rất là hay trên uh, hội trường kinh đô và đây là cái combo nhóc bảo tê thích đánh nhất ấy Thật ra là các bạn có thể đánh nhá, chay con heo cũng được hoặc chay con uh, vác gỗ kia cũng được nhưng mà mình thích kết hợp hơn. Mình còn hai tơn như vậy là chiến lốt con đầm phá khí hay là công viên uh, xương sậu nhỉ? Để xem con nào nhiều vàng kinh đô hơn nhá. 8K9 anh em ạ. 8K9, con này thì uh, 8K5, như vậy chúng ta sẽ chiến con uh, 8K9 kia cả nhà nhá. Ok tấn công anh em mình này vẫn là combo đấy thôi và trận này thì mình sẽ không lém xương sớm đâu anh em không lém xương sớm đâu anh em nha lém heo này ai giờ ra chắc vẫn phải hai tơn như nhỉ oan hít được không anh em không biết là có oan hít được không nhỉ mình đang đắn đo suy nghĩ quá không biết là có oan hít được không ấy anh em ạ còn bình xương đây là ai còn hít không anh em ơi? Chắc là không ăn hít được rồi, chắc không ăn hít anh em ạ, chắc không ăn hít. Ui giời, oh, Tháp Mion nó bắn kìa anh em kìa. Chà này mình thả cái bình uh, xương cuối nữa hơi muộn một tí. hít thì uh, không ăn hít rồi. Không ăn hít vẫn phải tốn thứ hai anh em ạ. Rồi, vẫn phải tốn thứ hai. Ghê, con Tháp Mion bắn rất rát chát muối anh em nhá <laughs> nhưng mà tháp mion thì là đơn mục tiêu chính bởi vậy mà khi nó nhắm vào con nào rồi đấy thì cả cái một con xương nó cũng dồn đam rất là kinh khủng luôn rồi và trận này thì chắc chắn là vẫn sang cái tên thứ hai thôi không thể là one hit được cả nhà sorry anh em bây giờ thì mình ra mình sẽ đôn một ít vàng kinh đô nữa đã anh em nhá ở đây thì liệu ăn được thêm công trình nào nữa không ba ba skeleton các kiểu đấy ui ơ oh, phát đấy ngon nhỉ phóng gỗ này không sao kìa bình thường là bay hết đấy thêm được một công trình rồi hai công trình là ăn chặt rồi ba công trình thì chưa biết như nào anh em ạ hai công trình thôi chắc chỉ hai công trình thôi ok thôi đi về rồi anh em nhé thôi được, cho cấu máu đi thêm được cái gì thì thêm ui à dạ. ui dạ. rồi được rồi giá luôn anh em mình nhá gạo dã luôn anh em ạ đó. À, ai giờ giờ. Ghê quá nhỉ. Có xương sớm nhá anh em nhá. Có xương thì có thoải mái đi. Xương đâu ra đây bạn ơi? Ra đi xương ơi. Xương sủng đâu hết anh nhỉ? Ok. Vít anh em ơi, vít 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 vít, vít, vít luôn. Vít luôn vít luôn như còn gì nữa nhờ này chơi mình này này thì súng cối siêu cấp với chúng tôi này <laughs> bị bầy xương nó chém gió cho thì lấy cái gì ra chơi đúng không góc dưới đây nhiều xương lắm anh em ạ thật ra là mấy cái con map ở dưới đây thì hai tơn là dễ anh em ạ con kinh đô thì ba tơn ba tơn nữa hơi căng căng ờ à, nếu mà đánh khéo thì là ba tơn còn hai tơn thì mình chưa chưa được bao giờ cả anh em hai tơn thì chưa bao giờ mình chinh phục được cả còn uh, một tên thì chắc chắn là không có chuyện đấy rồi Nói thật với anh em là như vậy Không biết ở đây là anh em đang xem video của mình thì có anh em là One Hit một tên Có nội trưởng kinh đô chưa Còn mình thì chưa anh em nhá Ok chắc chắn là mình chưa nhưng mà chắc chắn là biết đâu có anh em là có rồi đúng không Rất là ngon rồi anh em Hôm nay thì chắc cũng không đứng được top Ôi giời ơi đang định bảo hôm nay không đứng được top đâu Anh em còn nhớ video lần trước chứ bạn um, diễn Fred này cũng đứng sau mình này Đó, hôm nay bạn diễn Fred cũng lại bị mình chinh phục mất vị trí mất rồi sorry nha <laughs> ok đấy là hôm nay là còn không chọn nhà chọn nhủng gì đâu anh em nhá hôm nay là đến đâu là anh đến đấy đấy và video mình kết thúc tại đây đây con bò trên hội trường kinh đô rất là sướng với con kinh đô là như là kinh đô 10 đúng không giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá bye bye cả nhà